Lô. Em có chuột răng à? Vâng. Nhà em có nhiều không? Anh mua nhiều không? Tao là con gái không phải là Ôi con dồi, thế trai. thì tóm lại được hay cái? Được cái đều được. Thế nhưng mà bao nhiêu tiền một con hả em? Ừ. 500 Agribank đúng không? Vâng, Ok, 20 con chuột chốt, 4 con đực nhá, 1 con đực đen to nhá. cố gắng xem cái nó tầm về 2 tháng có đẻ được không anh? 2 đến 3 tháng. Dạ vâng, vâng. Hai tháng mình chữa. Đợi cho Nhá. 3 tháng không Ờ, nghĩa là bắt đầu đến có thể chữa đẻ là tầm 2 đến 3 tháng nhá. đẻ. Vâng, rồi, rồi. Số điện thoại. Rồi, rồi, Về đâu, ok. về đâu? Được, chiều nay anh gửi luôn được nhá. Cái gì vâng? Địa chỉ đọc luôn địa chỉ cho nào. Em ở, anh cứ bảo chuyển về cầu Đông Du, Quế Võ, Bắc Ninh. Cầu Đông Du, Quế Võ, Bắc Linh nhớ, thế thì chuyến chiều gửi được. Vâng, xe ở đây từ Mỹ Đình về đấy lắm à. Xe về Hà Nội, về cầu Đông Du nhiều lắm. Vâng, nhé. Rồi, ok. Vâng, chào anh. Đấy, chắc chắn là chiều anh gửi cho nhá. Vâng. Anh sẵn luôn. Rồi. Đấy. Như báo cáo các bác là hôm nay đồng chí Thao trên cô gái là xuống để cho chuột ăn, thì đồng chí Thao quyết định chia sẻ một chút cái thuộc tính cũng như cái kinh nghiệm về cái giống 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 chuột lang, giống bọ ú này. Thì về cơ bản thì đây là một cái dòng, nó là dòng gặm nhấm, nó gần gần gũi với con thỏ đấy. Cái quá trình sinh trưởng của chúng thì một con cái 1 năm thì nó đẻ được khoảng 20 con nhỏ như thế này. Đấy. Một con cái, và một con cái thì có thể là chúng ta có thể nuôi chung với những con cái khác. Đấy. Chúng ta nuôi có thể là một đực 4 cái là một bộ. Đấy. Thì thức ăn của chúng thì là những cái cỏ như thế này. Ở đây thì mình thấy là những cái cỏ re, cỏ voi đấy, và một số những cái ví dụ như lá tre, lá mía, lá săn dây, rồi cỏ các bạn cắt ở ngoài bờ, ngoài đồi, ngoài ruộng đấy. Nó mang tính chất là ăn cỏ để nó tạo trợ cái nước trong cỏ và tạo chất xơ đấy. Ngoài cái cỏ ra thì các bạn có thể dùng bổ sung cái ngô nghiền, cái ngô nghiền. Ở cái loại này thì nó rất chi là ít uống nước các bạn nhé, gần như không uống nước. Đấy. Nếu như các bạn cho ăn cỏ như này không phải để một tí nước nào cả. Đấy. Thì đây là mình cũng chỉ để một cái cống nhỏ ở đây thôi. Đấy. Nó tự muốn nó liếm liếm thôi, nhưng nó không rít. Nếu mà các bạn cho nó uống nước hoặc là cho ăn cám cỏ, cái cám công nghiệp là không tốt, nó lóng. Đấy. Cái dòng này thì các bạn nên nuôi theo 2 mô hình. Mô hình thứ nhất thì các bạn nuôi hạ thổ như thế này, thì các bạn xây những cái chuồng kín như này. Đấy, loại này mùa đông ở miền Bắc thì nó cũng khá là rét. Xây kín như này thì nó sẽ cần thiết thì phải để vào bóng điện. Những hôm buốt rét thì các bạn phải thắp một cái bóng điện như thế này. Đấy, ví dụ như hôm nay là 17 độ thì mình thấy là cũng khá là rét. Đấy, thì lưu ý là các bạn không nên cho ăn cỏ ướt. Đấy, các bạn cắt từ hôm trước để cho nó ráo ráo đi, xong các bạn mới cho nó ăn. Đấy, không nên cho ăn cỏ ướt. Đấy, thì nó cũng khá là thuần. Đây là những cái con chuột này là nó rất là thuần. Đấy, rất là thuần. Đấy, rất là thuần. Sờ vào người nó rất là ấm áp. Đấy. Mình sẽ để ra đây để cho nó ăn. Đó. Các bạn nhé. Mình sẽ để ra đây cho nó ăn. Thì các bạn thân mến, đây là cái khuôn viên để mình nuôi nó. Các bạn thấy nó ăn khá là ngon đúng không?
Mình nói tiếp là cái lưu ý là các bạn không nên cho ăn những cái đồ lạnh, ví dụ như là dưa hấu, dưa chuột là nó sẽ lạnh bụng, tại vì cái hàm lượng nước ở trong nhiều quá nó không tốt. Lâu này nếu mà nhiệt độ ở cái mức độ trên 33 độ là các bạn phải chống nóng cho nó. Đấy, phải quạt, phải mở thoáng ra. Và những hôm thời tiết miền Bắc mà những hôm mà khoảng 38, 39 độ là các bạn phải cảnh giác. Nhiệt độ dưới 20 độ thì các bạn cũng nên chống rét cho nó. Đấy. Ví dụ như 15, 17 độ là các bạn phải thắp bóng điện như thế này. Đấy. Thì vừa rồi thì mình cũng có đăng một số những cái trường hợp mà khách hàng đã trên các khu vực ở các tỉnh miền Trung và các tỉnh miền Bắc ấy, thì các bạn đã mua giống của mình bên mình nhiều rồi. Thì cái đối tượng khách hàng thì một số các bạn nuôi theo kiểu gia đình cũng như là mình đang nuôi đây, thì các bạn nuôi để tăng gia, coi như là một vật nuôi bình thường thôi, nuôi chơi, nuôi cảnh, nuôi lâu lâu được vài cũng được một số lượng đấy, thì các bạn thịt đó, thịt các bạn có thể là nước sôi không, các bạn băm ra ướp ngũ vị, các bạn quay, các bạn nướng hay như nào đó. Ngoài ra thì một số các cháu nhỏ thì cũng rất thích cái loại này, nó để nuôi nuôi kiểng, nuôi cảnh đó. Những con như này nó rất là đáng yêu đấy, thì các cháu nhỏ rất thích cho một mình một cái lồng và nuôi nó, chăm sóc nó, vuốt ve nó để không phải xem điện thoại, không phải xem tivi. Đấy, gieo rắc và cái tình thương để các bạn, các chị em yêu thích động vật, yêu thích thiên nhiên đó. Thì các em cũng rất thích đấy, thì bố mẹ nhiều khi là cũng chiều các con để cho các con nuôi. Và liên quan đến trẻ con thì mình cũng nói luôn là dòng này là nó không bao giờ cắn đấy, nó không bao giờ cắn, mình có thể vuốt sờ nó thoải mái, bắt nó thoải mái như này đấy, bắt nó đấy, bắt nó đấy, bắt nó sờ nó thoải mái, nó không cắn đấy, mặc dù là nó nhá cỏ như này nhưng mà nó không như con chuột, nó không cắn các bạn nhé, đấy, nó không cắn đâu. Đấy, thì cái chuồng này của mình làm xây cái bờ này cao khoảng 60, còn những cái mặt khác là kín hết, tức là nó không gió được. Đấy, nó không gió đồng nghĩa việc nó không lạnh, không lạnh thì nó giống này là nó không chịu được lạnh đâu. Đấy, các bạn nên nhớ là một điều là như vậy. Đấy, hôm nay thì mình sẽ để cái ngô này ra cho nó ăn. Đấy, nó ngô nó béo. Đấy, thì báo cáo với các bạn là những cái bác mà làm về thí nghiệm thì các bác cũng cần một cái lượng lượng giống chuột như thế này để các bác thử thuốc, các bác tiêm, các bác nghiên cứu khoa học. Ngoài ra thì một số bạn có thể là chơi lô tô thì các bạn có thể tập luyện, hoặc là các bạn nuôi theo kiểu là nuôi để bán giống cho người khác. Thì cái đầu ra của cái này thì so với khu vực miền Nam thì rất là tốt. Khu vực miền Nam thì các bạn đã xác định nó như một cái món đặc sản ở các quán nhậu. Ở cái khu vực miền Bắc thì nó cũng còn mới. Đó, báo cáo với các bạn là như vậy. Mình sẽ để đây cho chúng ăn. Không biết là các bạn có đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay của đồng chí Thao không, mà các bạn có bấm vào cái nút chuông để được thông báo với những cái video mới nhất của bên mình ra hay không. Duy thì mình cũng xin giới thiệu về bản thân là mình có cái kênh đó, mình đăng những cái cây con giống rất là chính thống, ví dụ như con đà điểu, con chim cu gáy và con chuột lang và cây chanh tứ quý, được đăng tải lên để bán giống cho các bạn trên mọi miền tổ quốc. Đấy, những chú chuột này thì mình khẳng định là mình chuyển của khu vực miền Trung, khu vực miền Bắc là mình rất là nhiều. Đấy, một năm thì có thể cung cấp ra thị trường hàng nghìn con, nhiều nghìn con luôn. Đấy, thì các bạn nuôi thì với những các bạn ở gần khu vực Ba Vì thì mình sẽ hỗ trợ đầu ra. Đấy, các bạn ở gần khu vực Ba Vì có nghĩa là khi các bạn nuôi nó đẻ con ra thì mình sẽ thu mua cái con giống đó và mình cũng cung cấp cho người khác trên cái nền tảng cái kênh của mình đó.
Số điện thoại của mình thì tiện để các bạn gọi điện tư vấn kỹ thuật cũng như đặt mua con giống hoặc là liên quan đến những cái con giống mà mình đăng tải. Số của mình là 033 5305982 và 0989 177982. Hôm nay thì mình thực hiện cái clip này là nó là ngày 20 tháng 2 dương lịch năm 2020. Đó, thì báo cáo với các bạn là đây là những cái ô trong những cái ô mà mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em xây, các anh em làm chuồng như vậy. Này, thì đây là một cái mô hình nuôi chuột lang dưới đất, đấy, hạ thổ. Đấy, ví dụ như các bạn thấy là những con nó như thế này là những con đã chửa đến ngày đẻ rồi, hai con này chửa đến ngày đẻ bụng quanh rồi, con kia cũng chửa. Đấy, thì ở đây thì nó mình nuôi nó đơn giản như này thôi. Đấy, các bạn nhớ là các bạn làm lưới lợp mờ lô. Đấy, giọng này là nó không dính, không thể cho dính nước mưa được, dính nước mưa là nó sẽ bị lạnh bụng, ướt lạnh bụng. Đấy, các bạn thấy những con này là nó khá là đẹp. Báo cáo các bác là như vậy. Em này ăn đi, em ăn đi. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình cũng đã chia sẻ hết mình những cái khoảnh khắc như này để cho các bạn cùng chơi cùng nuôi. Đó, rất là đẹp đúng không, rất là thuần. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.